Vợ cũ Hoài Lâm tiếp tục để lộ bằng chứng yêu lại từ đầu với ai đó, lần này fan có còn ngăn cản. Ngoài chuyện tình gây xôn xao dư luận với nam ca sĩ Hoài Lâm thì Cindy Lư từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên Đạt Di. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 4 tháng, cả hai đã dính tin đồn rạn nứt. Sau đó, Đạt Di cũng lên tiếng xác nhận chuyện đường ai nấy đi với Cindy Lư vào tháng 12 năm 2021. Cho đến gần đây, Cindy Lư và Đạt Di để lộ nhiều hai khiến netizen nghi ngờ cả hai đã gương vỡ lại lành sau thời gian chia tay. Cụ thể, vào chiều 23 tháng 9, nam ca sĩ đã đăng tải story mới trên mạng xã hội. Đạt Di chia sẻ, đoạn dung là bị kiến lửa nó cắn áo. Đáng chú ý, netizen nhanh chóng phát hiện ra địa điểm này trùng khớp với story được Cindy Lư, vợ cũ Hoài Lâm đăng tải trên trang cá nhân. Netizen cho rằng cặp đôi đã đi chơi chung cùng với nhau. Ngoài ra, cô còn đăng tải hình ảnh khoe trọn vóc dáng của mình kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: nghệ miền Tây thả dáng anh thả like, dịu dàng đầm thắm không giả nai. Tuy nhiên, cặp đôi không chia sẻ bất kỳ tấm ảnh chụp chung nào với nhau. Hàng loạt động thái đáng ngờ kèm bằng chứng rõ mồn một này khiến cư dân mạng cho rằng cô và Đạt Di đã gương vỡ lại lành sau thời gian chia tay. Trước đây, khi công khai chuyện tình cảm, Cindy Lư và Đạt Di từng nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía netizen. Đạt Di mới đây cũng chính thức lên tiếng tiết lộ thái độ với người cũ sau khi chia tay. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ, cho đến hiện tại, tôi và Cindy Lư vẫn tử tế với nhau, xem nhau như những người bạn. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau, mọi chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng. Tôi không muốn mang quá nhiều áp lực từ bên ngoài dồn lên vai một cô gái đã lỡ dở một lần. Về chuyện quay lại sau khi chia tay, Đạt Di cho hay, một ngày nào đó, tôi đủ lớn, trưởng thành và những điều tôi đang xây dựng đủ chắc chắn, biết đâu tôi sẽ tìm lại họ. Nếu họ đủ tin tưởng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ quay lại. Nếu không, chúng tôi vẫn là những người bạn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trước đó, Cindy Lư cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động sau khi chia tay Đạt Di. Xin lỗi vì có nhiều điều chưa thể hoàn thành cùng nhau, chúng ta đều có những vấn đề quá lớn của riêng mình. Dù sao, anh của hiện tại là phiên bản tốt nhất rồi, cứ tiếp tục như vậy nha. Mong anh sẽ thành công hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn đối xử thật tốt với em. Đúng là trải qua những sai lầm của thời trẻ, chúng ta sẽ hoàn thiện và trưởng thành hơn. Em chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian qua, những kỷ niệm đẹp. Cố lên nhé, mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh, chàng trai. Nói về ca sĩ Hoài Lâm, tình cũ Cindy Lư, anh chàng sinh năm 1995, từng được kỳ vọng là ngôi sao của thị trường giải trí bởi vẻ ngoài điển trai, giọng hát giàu cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi vướng phải những ồn ào, anh chọn cuộc sống khá im ắng, thỉnh thoảng livestream giao lưu với mọi người. Trong khoảng thời gian đó, anh khiến nhiều người bất ngờ về sự thay đổi ngoại hình vì tăng cân nhiều so với trước. Gần đây, Hoài Lâm bắt đầu trở lại với sân khấu ca nhạc sau 2 năm không nhận show và được khán giả ủng hộ. Vừa qua, tại một chương trình, Hoài Lâm có những màn tương tác với người chơi và các nghệ sĩ tham gia chương trình. Điển hình là khi nghe giọng hát của Diệp Anh, 19 tuổi, nam ca sĩ cho rằng đàn em hát như đang trải qua cảm giác thất tình. Ngay lập tức, Hồng Vân bất ngờ nói, tôi thấy Hoài Lâm đỏ mặt, khiến giọng ca 28 tuổi chỉ biết cười vì ngại ngùng. Trong lần tái xuất này, Hoài Lâm gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, vóc dáng được nhận xét thon gọn hơn so với những khoảnh khắc được lan truyền trên mạng xã hội cách đây không lâu. Giọng ca sinh năm 1995 rụt rè chia sẻ, tôi cảm giác hồi hộp nhưng mong muốn đến đây để được gặp gỡ cô chú, anh chị. Khi nghe mọi người nhận xét về các bạn, tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Màn xuất hiện của Hoài Lâm trong chương trình được khán giả quan tâm, nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài điển trai của nam ca sĩ, đồng thời mong chờ giọng ca hoa nở không màu hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn, bởi trước đó anh từng có thời gian dài vắng bóng.